Cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, vừa rồi chúng ta đã nghe ông Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ về những thành tựu của Cardano. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với phần tương lai của Cardano với sự trình bày của diễn giả Jimmy Lê. Xin trân trọng kính mời diễn giả Jimmy Lê. Ông là leader của nhóm VCoincheck.io, admin của nhóm Cardano ADA Việt Nam. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón diễn giả. Xin chào tất cả quý vị và các anh chị em trong cộng đồng. Thật là vinh dự và hạnh phúc khi mà năm ngoái Jimmy được đứng ở đây để chia sẻ. Và năm nay cũng lại được chia sẻ với mọi người từ Cardano. Và thậm chí là cái nội dung của năm nay nó còn quan trọng hơn cái năm ngoái. Thực sự thì là một người yêu mến Cardano, một người cũng tìm hiểu Cardano. Nhưng mà qua cái phần trình bày vừa rồi của anh Hùng ấy, thì Jimmy thực sự rất là ấn tượng với những gì mà nền tảng của Cardano đã tạo dựng được, đã làm được từ trước đến giờ. Vậy thì trong phần này thì tôi xin trình bày với mọi người về vậy thì cái quá khứ và hiện tại Cardano đã làm được những cái gì thì chúng ta biết rồi. Tuy nhiên thì quá khứ và hiện tại thì nó chỉ là ở quá khứ mà thôi. Thế thì trong tương lai thì nó sẽ có những cái gì? Thì trong cái tương lai gần là năm 2024 và trong tương lai thì Cardano sẽ đi theo một cái hướng nó sẽ chuyên biệt hơn và cái hệ sinh thái của nó sẽ tập trung vào ba cái hướng đấy, chính là hệ sinh thái phi tập trung, hệ sinh thái nguồn mở, ông đừng bảo hướng tới cái end user là cái người dùng cuối cùng. Và trong đó thì nó sẽ có những cái hạng mục phát triển thì mình nói đúng giờ chứ ông Tiến cũng cứ giật mình sớm ấy, thể hóa được ba cái mục tiêu lớn trên, ví dụ như nhân các công nghệ nền tảng, các vấn đề về quản trị, các cái công cụ phát triển, các cái ứng dụng và thực tế và mảng về đào tạo và giáo dục. Và chúng ta sẽ đi xem những cái phần nó sẽ như thế nào. Và đầu tiên đấy chính là cái những cái công nghệ ở cái nền tảng lõi nhất của cái blockchain Cardano thì Ouroboros, cái cơ chế đồng thuận Cardano thì nó vẫn sẽ là một cái con át chủ bài của Cardano trong cái tương lai. Thì trong năm 2024 và có thể sau một thời gian chút nữa thì sẽ có cái cơ chế đồng thuận Ouroboros Genesis, và ngay sau khi Genesis được mainnet được chính thức ra mắt thì sẽ có ngay cái Ouroboros Kronos. Thì cái cặp đôi này khi mà Cardano có thể là hoàn thành được nó thì cái mạng lưới Cardano sẽ gần như là phi tập trung hoàn toàn, các nốt, các cái hệ thống nốt ở trong cái hệ thống có thể là giao tiếp ngang hàng với nhau. Và cái Kronos nó sẽ giúp cái hệ thống blockchain có thể tự đồng bộ hóa được với nhau. Như mọi người biết, hiện tại các hệ thống blockchain khi mà họ đưa các cái dữ liệu blockchain thì họ vẫn phải lấy cái những cái mốc thời gian từ bên ngoài vào, và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng an toàn và khả năng bảo mật của blockchain. Vì vậy cái Kronos khi mà nó giúp được các hệ thống tự đồng bộ hóa thời gian với nhau, nội bộ hóa thời gian với nhau, thì nó sẽ tăng khả năng cái thời gian, nó sẽ tăng cái khả năng bảo mật và an toàn của toàn bộ các mạng lưới Cardano lên nó rất là nhiều. Đây chính là một cái mà rất là khác biệt, và cái bộ đôi này gần như là cái mốc rất quan trọng ở trong cái lộ trình phát triển về cơ chế đồng thuận Ouroboros của Cardano trong cái thời gian sắp tới. Và sau khi cái bộ đôi này mà được hoàn thiện thì sẽ có cái Ouroboros Leos được ra đời. Thì đây có thể nói là một cái kẻ thay đổi cuộc chơi của blockchain ở trong cái lớp nền tảng layer 1. Nó có hai công nghệ đi của nó rất là khác biệt. Đấy chính là midfield, đấy chính là input handler, và chủ yếu nó sẽ làm tăng thông lượng mạng lưới, nó sẽ làm linh hoạt mạng lưới hơn. Nó làm linh hoạt mạng lưới hơn là thế nào? Là sẽ có được phân cấp được trong cái hệ thống các cái nốt vận hành, phân cấp được, chia nhỏ được các cái dữ liệu đầu vào. Và nếu như để nói một cái cách cụ thể hơn thì nếu như mà cái Leos này mà được hoàn thiện thì cái tốc độ giao dịch của mạng lưới Cardano nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và như vậy chúng ta đã thấy được là cái nền tảng cốt lõi của Cardano sẽ phát triển trong cái tương lai gần ra làm sao rồi. Bây giờ thì sẽ đi lên một cái lớp nền tảng nó cao hơn một chút với cái lớp nền tảng cốt lõi. Đấy chính là cái lớp mà các cái cơ sở hạ tầng. Thì trong các cơ sở hạ tầng thì nó cũng sẽ chia ra nhiều các cái nhóm. Cái nhóm đầu tiên đấy chính là các cái công cụ hỗ trợ và phát triển. Thì như phần trình bày ở phía trước thì chúng ta đã biết là hiện tại viết smart contract ở trên Cardano chúng ta có thể viết được rất nhiều các cái ngôn ngữ lập trình rồi. Và trong tương lai
sẽ có rất nhiều các cái đội nhóm, rất nhiều các công ty phần mềm, rất nhiều các cái đơn vị học thuật sẽ cùng phát triển các cái công cụ này để cho những cái ngôn ngữ lập trình này nó được tối ưu hơn nữa cho mạng lưới Karano, hoặc có thể là sẽ xuất hiện những cái ngôn ngữ lập trình phổ thông khác trong phần công nghệ. Thế thì còn Plutus, cái ngôn ngữ lập trình gốc của Karano thì sao, thì cũng sẽ có Plutus V3 như thầy Hùng vừa giới thiệu. Và cái mà Jimmy muốn nói ở đây đấy chính là cái ngôn ngữ Malo. Ngôn ngữ Malo này nó thể hiện đúng cái định hướng của Karano, đấy là hướng tới người dùng. Cái ngôn ngữ lập trình Malo này là một cái ngôn ngữ lập trình là kéo thả, và gần như một cái người bình thường nhất, một cái người mà không có một chút kiến thức lập trình nào cũng có thể là tự thực hiện cái smart contract ở trên cái này. Và theo như một thời gian khoảng vài tháng trước đây mà Jimmy có trải nghiệm ấy, thì Karano đang xây dựng một cái giao diện phần mềm để cho người dùng thông thường có thể quản lý mọi smart contract của Karano, có thể tương tác được với blockchain Karano một cái cách toàn diện nhất, và nó vẫn là phải thể hiện được cái tính là dễ dàng và dễ sử dụng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái là sidechain toolkit, là các cái bộ công cụ để cho bất kỳ ai cũng có thể là khởi tạo một cái sidechain, khởi tạo một cái blockchain chạy, và nó sẽ được tận dụng những cái công nghệ nền tảng của Karano. Và tiếp theo cũng sẽ có rất nhiều các cái công cụ, các cái dịch vụ như là IDE, API, các cái SDK, hoặc là các cái công cụ về danh tính phi tập trung Atala, nó sẽ được phát triển để nó phục vụ cho những cái người lập trình viên nó dễ dàng hơn, và những cái người mà người dùng cuối có thể là biết được rõ hơn. Cái nhóm lớn thứ hai đấy là giáo dục và đào tạo. Một cái hệ sinh thái mà muốn phát triển bền vững ấy thì phải đào tạo được nguồn lực con người, rồi những cái người dùng phải hiểu được cái blockchain đó, phải có kiến thức được về blockchain. Chính vì vậy cái mảng giáo dục và đào tạo của Karano này vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện như những cái mà năm trước, thì nó sẽ có hai cái hướng mà đào tạo được tiếp tục, đấy chính là về các cái lập trình viên như là Haskell, như Plutus, hay là những cái khóa lập trình đào tạo về cái danh tính phi tập trung Atlas. Về phía cho người dùng ấy thì năm vừa rồi Karano cũng có những cái khóa dành cho những cái người dùng thông thường muốn tìm hiểu blockchain, muốn khai thác những cái vị thế mà có thể là khai thác được từ blockchain và cả blockchain Karano nữa. Và trong cái tương lai thì cũng sẽ có nhiều khóa nó sẽ như thế này. Và một cái điểm đặc biệt ấy là những cái khóa này đều được tổ chức một cách miễn phí và với cái tần suất rất là dày đặc, bởi cả ba tổ chức sáng lập lên đến Karano là IOG, là Emugo, là Karano Foundation. Bên cạnh đấy là cũng rất nhiều các cái dự án mà cộng đồng sẽ làm cái nhiệm vụ là giáo dục này. Và cuối cùng thì nó cũng là cái nhóm là những cái công nghệ và cái ứng dụng. Thì những cái công nghệ ứng dụng này nó sẽ giúp cho cái hệ sinh thái nó phát triển được cái tốt hơn. Thì ở đây thì nó cũng là những cái mà công nghệ giống như trong cái phần trình bày trước mà anh Hùng đã đưa đến cho mọi người. Rồi, vậy thì chúng ta đã đi qua được những công nghệ nền tảng, những gì sẽ phát triển trong tương lai của Karano. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ấy, thì cái nền tảng tốt để làm cái gì? Đấy, nó sẽ thể hiện ở đâu? Nếu như mà anh chỉ xây dựng cái nền tảng tốt mà anh chưa thấy được một cái định hướng đi ra thì nó cũng sẽ chưa được phát triển được tốt lắm trong tương lai. Thì xin đến phần thứ hai với mọi người, câu trả lời ấy, tất cả những công nghệ nền tảng này nó đã chuẩn bị cho gì? Cho kỷ nguyên mở rộng Vaso của Karano. Thì trên cái màn hình này thì mình có thể thấy đây là những cái công nghệ mà nó sẽ thay đổi ở cái layer 1 hay là phần on-chain của Karano trong cái thời gian tới. Thì cái kỷ nguyên Vaso nó bắt đầu vào năm 2002 rồi. Nó cũng đã có số một cái nhưng hoàn thành. Và trong cái tương lai gần thì muốn nhấn mạnh đến mọi người cái công nghệ Input Endorser. Công nghệ Input Endorser này thì như nói ở trên, nó có thể chia nhỏ các cái dữ liệu đầu vào, nó chia nhỏ phân cấp như các cái mạng lưới đồng thuận ra. Và theo một con số nó không chính thức thì nếu như mà có cái Input Endorser này ấy, thì cái tốc độ giao dịch mạng lưới ở cái layer 1 của Karano nó có thể lên tới hơn 3.000 giây, hơn 3.000 giao dịch trên một giây. Và thực sự đấy chỉ là những cái con số mà dựa trên những thông số thực tế thôi, nó có thể lên đến vô hạn.
nếu như sau này mà áp dụng được linh hoạt những cái các cái thông số khác của mạng lưới như là blockchain hay là cải thiện các cái ngôn ngữ về Proto Script, đây là những cái phần mà sẽ phát triển ở layer 1. Dưới đây sẽ là những cái mà phần màu đỏ sẽ là những cái phần phát triển ở cái phần layer 2. Đấy, layer 2 thì chúng ta sẽ thấy những cái tên rất là quen thuộc như là Hydra. Hydra thì hiện tại mainnet và mới chỉ ở cái phiên bản 0.14 thôi. Nhưng sang cái năm 2024-2025 thì sẽ là cái phiên bản 1.0 và phiên bản 2.0. Và cộng với cái sức mạnh của cái sổ cái EUTECO thì Hydra nó sẽ hoàn toàn khác. Có rất nhiều người có một cái câu hỏi như thế này: Hydra nó là kênh trạng thái, vậy thì nó khác gì với cái Lightning Network, nó khác gì với cái Riot Network của Ethereum? Bởi vì ai cũng biết ấy, hai cái giải pháp về kênh trạng thái đó, nó là những giải pháp nó đi vào ngõ cụt, nó đã phát triển cách đây 5 năm và nó đi vào ngõ cụt rồi. Thế tại sao Cardano lại đi theo cái giải pháp đó? Thì như phần trình bày của anh Hùng có nói rồi, Hydra nó có cái tính ứng dụng vào cái thực tế nó rất là lớn. Nếu như làm được về kênh thanh toán, làm được về kênh Hydra thì cái khả năng được blockchain được chấp nhận trong thực tế sẽ rất là cao. Thì tiếp theo là công nghệ V3. Công nghệ V3 nó sẽ thay đổi ở một cái lớp nền tảng của Cardano, nó tạo ra sự mạnh mẽ của Cardano. Tuy nhiên nếu như mà mình nhìn vào đó, sự kết hợp cùng với input endorser thì đó sẽ là cái tương lai gần của V3. Còn tương lai xa của V3 thì cái công nghệ V3 nó chính là dành cho những người dùng, nó chính là dành cho việc là ứng dụng các cái ứng dụng phi tập trung vào. Như vậy là chúng ta đã thấy được những cái công nghệ của Cardano để họ làm cho cái kỷ nguyên mở rộng của mình. Tuy nhiên ấy, như vậy ấy, thì nó đủ chưa? Thực ra chưa đủ ạ. Nếu chỉ như thế thì nó sẽ không đúng nghĩa với cái từ mở rộng ở trong cái kỷ nguyên Basso. Như mọi người biết, nếu mở rộng thì nó phải có hai phần. Đấy là scalability và interoperability. Thì ở trong những phần nền tảng và cấu trúc hạ tầng của Cardano thì có thể lấy một ví dụ, những công nghệ như Hydra, những công nghệ như Input Endorser, nó sẽ làm tăng cái tính scalability của cái mạng lưới Cardano lên, có nghĩa là nó sẽ làm tăng cái tốc độ giao dịch của cái nền tảng layer 1. Và những cái công nghệ ví dụ như ở trên này như là EID, như là sidechain, như là ngôn ngữ đồng thuận Minotaur, rồi như là những cái mà partner chain, nó sẽ làm tăng cái tính mà interoperative, tính tương tác của cái blockchain Cardano lên. Thì để cho mọi người một cái ví dụ hình dung cụ thể ở trong sự phát triển, thì mọi người có thể hình dung cái tính mà scalability đấy sẽ có thể là phát triển theo chiều dọc, và cái tính interoperative nó chính là phát triển theo chiều ngang. Và nếu như ta coi nó như một cái cây thì nền tảng blockchain Cardano ở layer 1 nó như một cái cây, nó phát triển theo chiều dọc, và khi nó đủ vững chắc rồi thì nó mới bắt đầu xòe tán sang hai bên để tăng cái tính mở rộng nó hơn được nữa. Ok, vậy thì cái nền tảng nó vững chắc rồi, nhưng mà cái nền tảng nó vững chắc đấy đó là nó để làm cái gì? Đấy, thì vẫn lại một cái câu hỏi đấy, họ làm cái đó nó để làm cái gì? Rồi, nền tảng vững chắc thì nó phải có người muốn phát triển được, nó phải có người sử dụng, nó phải có ứng dụng trên đấy, nó phải có tính kết nối ở trên đấy, hay nói chính xác hơn, nó phải có những cái ứng dụng thực tế. Vì vậy ấy, tất cả những cái nền tảng ở những cái lớp như nền tảng lớp cấu trúc hạ tầng này, nó sẽ cụ thể hóa lên được ở cái lớp ứng dụng là trong thực tiễn. Và với những nền tảng có sẵn như thế này và tất cả những gì mà đã trình bày từ phía trước, thì mọi người có thể thấy là cái tiềm năng của ứng dụng của trên Cardano nó có lớn đúng không ạ? Nó rất đa dạng, nó rất dễ triển khai, nó rất dễ là xây dựng, nó có thể kết nối đến tất cả mọi nơi, và quan trọng ấy, là ai cũng có thể là ứng dụng được nó vì nó là cái nguồn mở. Thì hiện tại mọi người có thể quan sát những cái ứng dụng phi tập trung ở trên blockchain Cardano ấy, nó đã có hết rồi. Nó giống như những các cái blockchain nổi tiếng khác như Ethereum, như là Solana, như là Polkadot, nó có hết những cái ứng dụng như là sàn giao dịch phi tập trung, các giao thức là vay và cho vay, tất cả đã có hết. Và trong tương lai với những cái công nghệ nền tảng tốt như thế này, nó sẽ phát triển hơn, mạnh hơn rất là nhiều. Thay vì chúng ta làm những cái blockchain E, đấy là làm xong rồi hóa, làm xong rồi sửa, hay blockchain S chạy cho rõ nhanh rồi ngừng lại nghỉ một tí cho nó đỡ mệt,
thì những cái mà nền tảng vững chắc này nó sẽ làm cho cái blockchain, những cái ứng dụng trên blockchain Cardano nó sẽ phát triển nên rất là mạnh. Nhưng cái điểm ưu việt của Cardano ấy, nó không phải là những cái mà ứng dụng mà mọi người thấy nó đang phát triển trong blockchain hiện tại. Những ứng dụng đó là những ứng dụng không có đầu ra, những ứng dụng chưa có tính thực tế. Và nếu như ấy, để blockchain có thể được chấp nhận ấy, để có được đi vào thực tế, thì những cái ứng dụng, những cái công nghệ nền tảng này nó phải cụ thể hóa được, nó phải có tính thực tiễn là trong cái thực tế. Sẽ xin lấy một cái ví dụ cho mọi người. Nếu như chúng ta là một người đơn giản, đúng không? Chúng ta muốn có một cái ứng dụng thực tế, chúng ta muốn khai thác cái sức mạnh của blockchain. Chúng ta là một người sản xuất một cái mặt hàng nào đó như quần áo, như đồ thực phẩm thì đó, chúng ta đang muốn khai thác sức mạnh blockchain để chúng ta có thể bán hàng. Vậy thì nếu như tận dụng cái sức mạnh của công nghệ blockchain Cardano thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ xây dựng một cái ứng dụng phi tập trung. Nếu như ở mức cơ bản nhất, một người bình thường nhất muốn làm thì sẽ là gì? Ta tận dụng công nghệ là tạo token, mà tạo token, tạo mã thông báo mà không cần cái smart contract. Chúng ta dùng cái Hydra để làm kênh thanh toán, chúng ta dùng cái Pavel Fee để làm cái phí thanh toán, hoặc nếu như chúng ta không muốn tự làm, chúng ta có thể nhờ những người vận hành pool, những nhà phát triển lập trình chạy hộ cái Hydra, chạy hộ cái Pavel Fee cho mình. Hoặc là phức tạp hơn, ta muốn làm cho cái hệ thống nó lớn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng các cái sidechain toolkit, ta tự tạo các sidechain, tự quản lý theo cái cách riêng của mình, rồi dùng các cái công nghệ như là danh tính phi tập trung của Atala, những công nghệ về AI, những công nghệ về NFT để mình tạo cái việc là truy xuất nguồn gốc và xác thực cái nguồn gốc của mình. Rồi là mình cũng có thể là dùng các cái sidechain để kết nối tới các cái chuỗi khác nữa, để tận dụng các cái ưu thế của các cái chuỗi khác nữa. Như vậy thì nó mới thể hiện được cái tính thực tế của ứng dụng phi tập trung. Như vậy thì trong tương lai ấy, blockchain mới được chấp nhận vào trong thực tế và nó mới có thể là phát triển một cái cách rộng rãi được. Và cái điểm đặc biệt ở này là một cái điểm đặc biệt của Cardano là toàn bộ ba cái lớp này nó sẽ dần dần nó phi tập trung hoàn toàn và nó sẽ là nguồn mở hoàn toàn. Các lớp này đều có thể giao tiếp được với nhau, giống như một cái ví dụ vừa rồi, mình một người bình thường mình có thể tự làm được nhưng mình không muốn làm, mình có thể là giao lưu với những cái đội ngũ, đội nhóm ở những cái lớp dưới để mình có thể tạo lên được cái ứng dụng cho mình. Và như vậy cái hệ sinh thái nó sẽ nở rộng hơn, nó sẽ đa dạng hơn, chứ nó không là ở những cái cuộc chơi thao túng hay là nó bị bó hẹp ở trong cái tầm nhìn. Vậy thì cái tiếp theo nó sẽ là gì? Cái tiếp theo nó sẽ là phải phi tập trung ở hệ sinh thái. Đồng ý một điều rằng Cardano đang làm rất tốt ở phần phi tập trung, tuy nhiên nó là phần phi tập trung ở phần giao thức, ở phần nền tảng, chưa thực sự phi tập trung ở phần quản trị. Và sau đây thì đó cũng sẽ là một cái định hướng trong cái tương lai gần. Và xin trình bày tiếp theo cho mọi người đến cái phần mà kỷ nguyên phi tập trung của Cardano. Được. Xin phép mọi người xin một cái xem một tích ngắn ạ. Đây là lộ trình của cái ngắn của cái lộ trình về quản trị phi tập trung cộng đồng của các đội. Đây những cái công việc đã làm được trong năm 2023. Trong cái clip mà vừa rồi thì mọi người có thể xem thì trong 2023 đã có rất nhiều các cái hoạt động để thúc đẩy cho cái sự kiện là phi tập trung cộng đồng này. Rồi đã có hàng chục các cái cuộc thảo luận, các cái chục cuộc họp trong cái cộng đồng. Và một cái điều mà rất là hay ở đây thì chính những cái người mà cốt lõi của Cardano như Charles Hoskinson hay những cái người mà ở trên cái bộ phận quản lý cao cấp nhất của Cardano lại chính là những cái người mà tích cực nhất trong cái việc mà làm cho cái hệ sinh thái nó phi tập trung, cho cái việc mà triệt bỏ chính cái quyền lực của họ, triệt bỏ chính những cái ảnh hưởng của họ đối với các Cardano bây giờ. Đó sẽ chính là cái
nét đẹp của quản trị phi tập trung. Tuy nhiên thì Jimmy xin phép không nói nhiều về phần này, bởi vì cái phần này tương lai của nó nằm ở trong tay của chính chúng ta, nó nằm trong tay của chính những người sẽ đi đóng góp và xây dựng cái hệ sinh thái của Cardano này. Cũng chỉ xin nói một chút với mọi người qua về cái cơ cấu nó sẽ như thế nào để chúng ta có thể nắm bắt, chúng ta có thể tham gia vào cái nền quản trị phi tập trung này. Thì đến cuối 2023 hoặc có thể sang đầu 2024, Cardano sẽ cố gắng tạo ra một cái khung kiến pháp cơ bản cho toàn bộ cái hệ sinh thái, và trong đó ở cái lớp lõi nó sẽ có các cái thành phần tham gia quản trị lõi chính như là một cái ủy ban hiến pháp, là những cái người mà nắm giữ đồng ADA, rồi DREPS là những cái người mà sẽ đại diện cho những cái người nắm giữ đồng ADA nhưng họ không muốn tham gia, rồi những cái người mà vận hành cái hệ thống pool thì những người này sẽ tham gia vào cái quá trình là xác định xem những hoạt động nào sẽ là quản trị cơ bản trong cái thời gian đầu, ai sẽ là người được đề xuất và ai sẽ là người được quyết định. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ có những cái mà nó hỗ trợ, ví dụ như tổ chức là Intersect và cái thuyền kia là cái Sanchonet. Thì Sanchonet sang năm 2024 nó sẽ mainnet, và đây nó sẽ là cái chuỗi, nó sẽ là cái mạng lưới để những cái hoạt động quản trị của Cardano nó được thể hiện ở trên cái blockchain. Thì toàn bộ những cái này là cái phần lõi của cái hệ sinh thái phi tập trung của Cardano, và ở cái vòng ngoài nó sẽ là những cái hiệp hội, những cái tổ chức, những cái liên minh được thành lập một cái cách tự do, ví dụ như là liên minh về NFT, rồi là Catalyst, rồi là mới đây là mới có là cái liên minh về Stablecoin, rồi là tất cả rất nhiều các cái liên minh, các cái hội nhóm. Nếu như chúng ta muốn tham gia hoạt động quản trị, chúng ta cùng có thể là thành lập lên, giống như anh Hùng vừa trình bày ấy, là có phòng marketing, rồi các cái phòng ban gì đó. Đó là những người mà sẽ tham gia hoạt động quản trị ở vòng ngoài, và tất cả những cái vòng này nó sẽ tạo thành một cái vòng tròn là khép kín cho toàn bộ cái hệ sinh thái quản trị phi tập trung của Cardano trong tương lai. Tuy nhiên thì cái phần quản trị phi tập trung này nó phụ thuộc khá nhiều vào cái yếu tố con người, cho nên cái lời cuối cùng muốn nói với mọi người rằng đấy là tương lai của Cardano ấy, nó nằm trong chính tay của chúng ta ấy, nó nằm trong chính quyết định của mọi người. Mọi người muốn tham gia cùng phát triển cái hệ sinh thái, mọi người muốn cùng tham gia để chúng ta khai thác những cái công nghệ nền tảng, những cái thế mạnh của Cardano như vừa trình bày vừa rồi, thì xin mọi người hãy tham gia cùng vào cộng đồng của tất cả chúng ta. Còn xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và trình bày. Cảm ơn diễn giả Jimmy Lê.